Mình tiếp tục trở lại cái bãi này mình chiến nữa các bạn ơi. Đó cái lỗ đó, mình giờ này cũng câu chiều, câu đón cá nước lớn coi sao đây. Vẫn là điểm cũ à. Đây cẳng mé trong cái. Đó. Đó lỗ đó đó cũng mới dọn lại về xong đó. Thôi để mình chuẩn bị coi. Thả mồi. Chỉ cho nhịp à. Chỉ cho nhịp. Làng dữ vậy. Còn cái chỉ rút dữ vậy. Tiếp tục. Thôi để đi dưới mới được. Trời ơi. Ơi anh vậy. Lên tới đây xúc thành quá đã, giật lên tới mé nó mới xúc quá ngon. Ôi. Lôi. Cá chim. Đó. Giật. Lục phi. Đây. Phi thì giật đây. Đây nè. Goofy. Tiếp tục lại Goofy.
kìa hả mày. Đây được con cá chìm quá đã, bay xè luôn. Thôi vô trong gỡ coi, không thôi gớt á. Chìm đen. Này. Mày gì nữa hả? Gì vậy? Gô phi thì em ơi. Cũng cả cả à. Thầy ơi, nhỏ này gô phi này. Sao mà giật trúng cái trán chứ không trúng cái miệng. Ngộ hả? Con cá gô phi nè. Cá này nó ăn bằng cái lỗ mũi. Ngộ ta. Dính lỗ mũi dính lên. Ngặt ha. Ăn gì kỳ, ăn cái lỗ mũi. Đó. Đúng con cá chiêu một hả? Ừ. Lắc. Ngon lạnh. Phải thấy 1 ký là nó lại rồi, nửa mấy nửa ký à. Nhiều ở đâu? Nghe thôi. Đĩa lắc lắc nữa nè. Đĩa lắc lắc nữa nè. Cá chim. Trời ơi. Chim đen. Dậy quá vậy. Thôi thu cần quá xá chuyển mưa rồi, nó hơi gì mắc mưa à. Đây quá xá chuyển mưa rồi, mịt mù cho rồi, phải về thôi, đang thui thui lụi cho rồi, có nhiều ăn nhiều đi.
đây, thành quả được nhiêu đây, được con to với con cá chim với mấy con gục phi với hai con cá chim đó, quá chuyện 10 phải về thôi, mà mình kết thúc video đây luôn.